Xin chào tất cả các bạn. Tôi là thầy Nguyễn Ngọc Hương, một người chuyên giảng dạy và chữa bệnh bằng phương pháp tác động cuộc sống và y võ Trần Đài. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Chữa nữa chứ gì? Chữa các tuyến nội tiết của nữ. Dòng kinh, ít kinh, hơi kinh, khi đổ kinh, rất kinh. Tóm lại, hơi kinh đều là đêm 11 tháng. Rồi là gì? Đau dạ dày. Cái này cũng hay gặp luôn. Đau dạ dày thì có gì? Cắt cơn đau dạ dày. Đang đau cấp phải cắt. Cắt là gì? Chữa vào đêm năm trà, cắt ngay. Đang đây không có ai chỉ là ai thôi, bệnh nhân à. Chúng ta sẽ cắt cơn đau dịp ngay. Nhưng không còn là khó. Đấy là gì? Tình trạng giải pháp tình thế. Chữa vào đêm năm trái là sẽ cắt cơn đau dạ dày, sau đó mới phải tìm. Thì như thầy cổ để là gì? Dạ dày là từ D4 đến D12 gần đấy đốt. Nhưng chúng ta đừng có dại đàn cả cái đốt, bởi vì làm thế không đúng. Thầy cho là thầy cho các khoảng phải tìm. Còn kinh nghiệm chữa bản thân tôi ấy, thì nếu đau dạ dày mà nó nhầm nhầm này, đau dạ dày khoảng phân biệt là đau trước ăn hay đau sau ăn, đau lên bên trái hay đau bên phải, đau xong đau lâu mới đau, đấy là mới là phần dạ dày. Thế nên là nâng cao sẽ chỉ, bởi vì phạm vi lớp này không đi sâu về đốt tại đường thời lượng cũng như là tập chữa bằng cái tập chỉ lớp này em sẽ phân tích thế nào là đau dạ dày kiểu gì kiểu gì. Nhưng mà chỉ nhìn này, tóm lại đốt dạ dày các bạn chỉ quan tâm tôi từ đây năm đến đây nào. Vậy có mấy đốt tìm được không? Căn cơ là đây năm bên trái, còn lại đó là tâm vị, hạ vị, môn vị hay đáy vị cái gì đấy, thất vị thì bạn tìm được rồi. Và thông thường nếu như đầy tức tơi, các bạn chỉ cần xay vào đây 5 đến 6 bên phải, xay một tí nữa ở ngay đầy bụng. Chứ bây giờ cho rất ít lớp để tìm đấy, không nhiều đâu, nên chỉ có tìm. Bởi vì tại sao tôi không cho cụ thể đâu, gặp người cụ thể thì biết có người ở đây 6, có người ở đây 7, có người ở đây 5. Vậy qua thế không tìm được thì thôi, có người ở đây 8. Những người ở đây 8 là những người hay bị ở chua, nó sẽ liên quan đến dịch tiêu hóa kém. Những người ở đây 8 cả đàn đó là những người hay bị đau bụng đi ngoài để cái men tiêu hóa kém. Đấy, thì đấy là đau dạ dày. Ta có đau gì nữa? Đau rất nhiều, nhưng phải đau những gì trong phạm vi chúng ta quản lý được. Thì ta có tiếp là đau gì? Đau đầu do tiền đình. Hiểu tắc toàn não. Thì hiểu tắc toàn não chúng ta sẽ đâu? Những người bị hiểu tắc toàn não có thể mất thấp đúng không? Thì các bạn chữa cho tôi vào C1, C2 tiền đình nó tận trên lên. Thế là nó sẽ chia ra tận trên, tận dưới đúng không? Thì chúng ta chỉ nhớ một sơ đồ đơn giản này đó thôi. Trần huyết áp sẽ là an toàn đúng không? Trung bình thì nó sẽ có cận ở trên, chỉ số trên. Chỉ số trên trên mi mét g trên đúng không? Và mi mét g dưới đúng không? Thì cái thằng huyết áp thấp là các bạn sẽ đang rơi vào tình trạng là gì? Chúng ta là 90 trên dưới này là gì? 60 để hạn đúng không? Ví dụ thế. Thì thằng C1, C2 sẽ là bệnh này. C1, C2 sẽ đẩy trở lên thành 100 bao nhiêu đấy? Ví dụ thế. Còn thằng gì? F1, F2 sẽ đẩy thằng này lên thành 75 chẳng hạn. C1, C2 đẩy huyết áp cận trên. Khi đọc số áp bao giờ đọc số cao trên thấp. Thôi là 120/80. Chứ không được đọc 80/220 nhé. Thì thằng này C1, C2 sẽ đẩy thằng này lên, F1A sẽ đẩy thằng này lên. Còn bên này khi người ta huyết áp cao thì lại ngược lại. Khi huyết áp cao nhất là tại sao viết bên này, bởi vì huyết áp cao trì trước bên phải. Còn huyết áp thấp là trước bên trái nhiều hơn. Nhưng tôi đẩy đến thế này. Thì huyết áp cao là gì? Thằng
Hàng này ấy là C7 D1 phải. Sẽ hạ thằng này gì? Thằng này đang là từ 160 trên 110 này. Thì thằng này sẽ đang xuống ba. Còn thằng này là gì? D2 sẽ đào về xuống còn 80 chẳng hạn. Vậy đơn giản không? Nhớ là đã hiệu cao là chiếc bên phải. Thì chiếc bên phải có C7 D1, D2. C7 là để hạ cận trên D1, C7, D1 hạ cận trên, D2 hạ cái sư tử là D3, tôi kiểm tra rồi D3 sao? Một đầu tôi vẫn dạy là D3, thì sách cũ để lại thì sẽ D3, rất nhiều D3 thì tôi chưa không kể đến D3 là sao? Đấy, tóm lại như thế này, tóm lại như thế này, đúng không? Đây là C1, C2, cái này là C7, D1, ở đây là gì? D2. Bên này là F1, F2. Thế là nhớ. Đấy. Thế thì chưa lương thấp là chưa C1, C2 và F1, F2. Nhưng để có những người đó là áp là gì? Tại sao tôi phải chia thế này? Mà tôi dạy máy móc những các thầy dạy tôi ngày xưa là các thầy tổ thầy mọi người là như thế này. Có người ở trên thì nó cao, dưới nó thấp. Do vậy khi các bạn chỉ có bước trên, nó cũng đếch xuống được. Bởi vì đường đi thì có được về. Ông chưa được đi mà đường về ông cũng không về thì là đi không đủ kích tóc gì được. Đúng không? Do vậy là gì? Tôi biết là để bạn thông việc. Nếu như chẳng hạn, bây giờ biết là người ta là gì? Khi người ta đến bên trên đến bạn, biết là người ta là gì? Là 140 chia bao nhiêu? 72 hả? Thì thằng này là gì? Chữ F, à thằng chữ là C7 đúng không? Đúng không? Còn không có lâu lâu xuống. Trên đường máy móc là cứ coi như là cao là chất này thấp như là tách nó ra. Cái nào cao, nó dùng của hàng hàng cao thì ta chữ cao đúng không? Cái nào rơi hàng thấp thì ta phải đẩy nó lên chứ. Chúng ta hiểu không? Đấy. Thì đấy là bệnh huyết áp cao. Nhưng huyết áp cao thì cần nhất nhớ là gì? Trong sách có rồi. Đầu tiên là huyết áp cao nhất, thuần túy nhất thì là gì? Là C7D1 đúng không? Thuần túy ở đây. Cái này trong sách có mà. Cái trang chụp cái này mà nhớ rồi đó. Đây. Khi các bạn chữa là các bạn sẽ thuần túy như thế này, cái gì? Cao thuần túy này đúng không? Đúng chưa? Nhưng đây vẫn chỉ là chữ ngọn, chưa phải gốc. Cái hạ này chỉ là hạ nhất thời, thay cho cái viên hạ đá. Chữ này xong, chiều vẫn cứ lên, tối vẫn lên, mai vẫn lên. Chứ là không đủ thuốc thôi. Như thế cũng là tốt lắm rồi. Nhưng muốn tốt nữa thì phải làm với tôi là gì? Nếu không có nữa, phải bổ sung thêm. Huyết áp cao nó sẽ do cái gì? Nó như tắc đường. Đi đường hướng ngạch thì ra tắc đường đúng không? Thì không phải là huyết áp nó là gì? Huyết áp áp lực máu lên thành mạch. Bây giờ mà áp lực nó tăng lên có nghĩa là gì? Đường lên vào đường là sẽ đến huyết áp cao gì? Thì khi mà tắc đường, việc công việc của ông ấy cảnh sát không là gì? Một, lên trên kia xem nguyên nhân là tắc đường. Nếu mà hôm nay là do các xe ra nhau nó cũng được thì cứ thay cái thành cái này đã. Đúng không? Sau đó lại cho một nhóm chặn đầu đường để cho mày tản mất đủ tôi dẫn đường khác đi. Từ vào một ý nó thông được vào. Nhớ đến thứ hai. Việc thứ ba nếu lên đây tắt đường là do gì? Hôm nay nó dựng cột hàng nó cắt cơ cây, nó dựng cột đèn hay nó đào cống thì nó cũng là cơm lọc đường sao? Em là nó tắt đường chứ. Vậy huyết áp cũng thế. Huyết áp sẽ do mấy nguyên nhân? Một là máy bơm khỏe quá, nhịp tim nhanh quá thì dẫn đến là gì? Lưu lượng nước là nhiều thì nó sẽ đầy nó đóng đúng không? Thứ hai là gì?
độ C của dòng chảy. Độ C dòng chảy cũng là bóng huyết khối, bóng có bóng. Thì ngày xưa máy này xử lý là để bơm nước, bây giờ bơm bùn liệu nó có ống nước chảy được cái gì ra ra không? Bình ra. Thứ ba là gì? Ngẽn ống là do sơ vữa của máy. Thì tất cả những đấy sẽ chịu đâu? Nếu huyết áp cao mà do in, tức là phải bơm đúng không? Thì chữa D6. Do mỡ máu thì trên D10 trái, và do gì? Thận. L3. Đây là một điều tây y rất phục của tôi. Khi mà nhân đến nước cao thì tây y gọi là gì? 15% là do thận, còn 85% là vô căn, có nghĩa là biết do gì đúng không? Các bạn làm đi. 85% không biết do nguyên nhân, chỉ có 15% đoán là thận. Và chữa để khỏi, không bao giờ chữa để khỏi, mà sẽ là chuyển cho chúng lại thuốc để dùng. Chú uống đi, chú theo dõi đi. Nếu một ngày một viên không ổn, chú uống hai viên. Nếu không được thì cháu thay thuốc khác cho chú. Và rồi chú vẫn tai biến. Tại sao chú vẫn tai biến? Là bởi vì khi mà chú đến với cháu, nếu là một chú là 106, chú uống một cái này là 103, đúng không? Nhưng đấy là cái ngày mà trời đến biển lặng thế này. Còn hôm nay chú vẫn uống như thế nhưng mà trời giúp quá. Thế nếu mà chú thiếu co lên sẽ phải 106 đâu, nó là 109 cơ. Thế mà chú uống một viên rồi là chú vẫn còn ở trong cái ngưỡng bị bất an toàn. Vì thế rất nhiều người khác mà rõ ràng hôm nay tôi sáng tôi uống rồi mà sao vẫn còn có chứng này rất cao này, bởi vì bác sĩ không giải thích. Khi đã bị đo cao trong nhà lúc nào có cái máy và lên đo sáng, đo trưa, đo chiều. Đấy nó khác ý, bắt đầu phải bổ sung thuốc ngay. Rất nhiều người tay biến mặc dù thuốc rồi là gì đấy. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube này cũng như chia sẻ nó đến với các bạn bè mình và người bệnh để họ có được thêm những kiến thức về chữa bệnh cho người thân của mình, cũng như là ấn vào cái chuông đấy để mỗi khi mà tôi có một clip nào mới họ sẽ báo về cho các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp bạn trong các cái clip tiếp theo nhé.